thấy được. Hello, xin chào người đến với tiếp theo mình. Xong rồi hôm nay mình sẽ review bộ chơi mới của mình, đó chính là Transformer Decepticon Devastator. Mình sẽ giới thiệu từng tên mỗi con. Tiếp theo bạn để gần gần với bạn coi. Đây, bao gồm Overlord, Miss Master, Rampage, Scavenger, Scarper, Longhole. Ở con này có High Tower. Đây, để nó đây. Đó, bật lại lên cho sáng để cho bạn thấy rõ. Rồi, cho bạn thấy rõ. Tại có con, có mấy con mình màu tối quá, đèn sáng lên. Đây là Miss Master. Do con Scarper này đem vô trường chơi bị mất một cái chơi bạn thân cộng. Thông cảm cho mình nhé. Nên nghĩ tới xong sẽ đem vô trường mình lấy cái chân nó ra lại. Chỉ bị ghế trong cái hộp cũ tủ thôi. Ok, mình sẽ biến thành từng con. Con tên sẽ biến là con Scarper. Thì cái gì cũng có tâm hồn, đồ vật cũng có tâm hồn. Mình rút lại cái câu hồi nãy. Mình rút lại cái câu hồi nãy nha. Ok, bạn phải băng hai cái tay nó ra nè. Bạn phải băng hai chân nó ra. Quên. Đây, bạn đẩy hai tay nó lên rồi đúng không? Để cho bạn đẩy cái này xuống. Bạn phải quay cái chân này lại. Cho chân này khỏi quay tại cũng biết rồi. Ok, bật hai tay này nó xuống và bật đầu nó lên. Có cái hai tên là High Tower. Con này nó xì cà quay rồi, nó không đứng được. Té rồi. Nó chưa đứng. Đây là High Tower. Vậy thì em sẽ đục mộng phải, nó sẽ gấp. Nó sẽ cẩu. Hơn nữa, sẽ cẩu không phải cái cạn nó đâu. Lý do tại sao mình thích cái con này High Tower. Quý vị nó cũng dễ lắm, đầu tiên cái hay đẩy cái này lên. Quên, đầu tiên bánh hai bánh xè ra, nhớ nha, bánh hai này ra. Hãy đẩy cái này lên. Đẩy thành nhớ lại nha các bạn, có đồ chơi này. Để cho một. Nếu giờ bạn có con Devastator giống cái mẫu của mình á, bạn hãy đọc theo mình rồi đó. Đây, bạn bánh hai chân này ra rồi đúng không? Bước lại hơi khó chút. Để các bạn phải để nó xuống vậy nè đúng không? Để rồi. Xấy 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 xấy. Tới chỗ mình quên. Đây. Để vậy đúng không? Rồi bạn gặp nó lại. Đó. Nó sẽ hiện ra với cái bánh xe của nó. Và cái tay của nó, bạn mình thắc mắc gì nhá. Cái đầu của mình không thấy rõ thì mình sẽ đưa gần lại. Đó. Rất rất thích con Devastator này. Mình nằm mơ cũng thấy nó, mà nằm mơ không chơi được. Mình quyết định học giỏi, mình mới kêu bao mình vô luôn. Đó là tớ, chính là tấm đẹp trai TV ba mình. Ok, tiếp tục. Đó chính là con Rampage. Mấy con này ghét cực kỳ con này luôn. Phức tạp cực kỳ. Đầu tiên là bạn hãy banh nó ra. Bây giờ đang tự cái xích này chạy được kìa, bánh xe có nó dưới đây nè. Không có cái xích chạy được đâu. Bạn bớt bớt, đừng có ảo tưởng nhiều. Rồi. Gannet. Mà ơi, tôi gần lại nha mà. Thật tự nhiên tôi gần lại. Hay lố rồi. Rồi. Rồi ok. Thấy rõ hơn rồi đúng không mọi người? Đây. Xin hình trực tiếp đây mình đỡ mỏi tay mọi người. Wait a minute.
Ok, mình sẽ biến thành tên Rampage này. Thì các bạn sẽ thấy rõ. Ok. Bạn hãy thay được móc móc này ơi, bạn hãy đẩy mạnh nó lên ra. Đó, giống mình. Đẩy thẳng. Rồi, hãy đẩy thẳng nó vậy. Cái chân nó là cái này luôn, đó, các bạn không cần làm gì đó chân. Rồi, hãy bằng cái đầu nó là nhấc nó lên. Rồi, hãy xích hai cái này lên đó. Đó xong Rampage. Tại đó là hai cái xích để xích người ta lại. Tiếp theo là Long Hour. Con này very very dễ. Nên các bạn không có biết. Tiên bánh chân nó xuống. Tại không có tác dụng gì đâu. Ủa mình sẽ quay một cái bộ phim vì reaction mấy hôm nay giống như là tạm giống như trong phim á. Thì biến hình nó phải bẻ cái này lên nè. Phải bẻ cái này là biến hình nhưng mà trong phim mới được chơi. Bố mình reaction, bố mình sẽ tạo một cái kênh là tôi video nhưng mà mình sẽ làm trong kênh Thành Tâm TV mình luôn. Đây rồi xong đây, nhìn tưởng nó xong rồi đúng không? Phải đẩy hai chân này xuống đó. Rampage ai lộn lon hầu cái đầu nó hơi nhỏ bé tí. Đây cái đầu ở đây, thực sự cái đầu nó nhỏ vô cùng mọi người, không đồ. Rồi tiếp theo đó chính là Overlord. Overload. Tiếng như là đọc là overload nên tiếng Anh là overload. Đầu tiên bạn lật lại nó cũng, bạn cũng có thấy được cái mặt của nó. Nó con giống như Decepticon đi trên Autobot hơn thì mặt nó ngổn ngáo. Bạn bắn bắn hai cái chân nó ra. Bạn hãy đẩy con nó xuống một chút. Khoảng còn 75 độ hay là 6 độ thôi. Ok, bạn nhắc hai cái tay xuống như này đúng không? Bạn bẻ xuống. Rồi, bẻ xuống. Ok, đã làm nó xong. Overload hay overload. Hay tiếng đọc, đây đọc tiếng này luôn. Chứ mình đọc là overload. The Scavenger là Adventure and Game. Cái tên nó hợp lý vô cùng. Nhưng cách biến thành của nó không hợp lý thế nào. Thì đầu tiên bạn phải đẩy cái nó nghiêng xuống như nào rồi bạn bắn nó ra. Đó bạn cũng đã thấy được cái mặt của nó rồi, ngáo vô cùng. Bạn đẩy hai tay lại. Đó. Ok. Chắc cũng phải làm kết hợp. Đây lần lần. Này nhá, nhìn vào cái xe này. Nhìn vào cái chiều này nha, bạn để chiều này quay lại qua đây, bạn hãy đẩy bánh xe mình đẩy xuống, đẩy ra đúng không? Và bạn phải nè nó có cái nốt chỗ này nè, bạn phải đẩy nó vô nè, đó đẩy vô rồi nó sẽ sát, không thì đó nó sẽ giật ra, nhưng mà theo vậy quy trình nó phải giật vô, mình không cần đọc hướng dẫn mình vẫn gấp được. Đây xong scavenger của chúng ta. Đây con này nó sẽ đứng dậy ra đây, như trong phim. Đây con này trong phim Transformers 2 hay là phần 2. Con này thì nó sẽ chạy bằng một cái bánh xe cái trên đây làm chân thôi à, chứ không làm gì hết. Tức như nó vô dụng mà không phải. Thế nó chạy bằng một cái hốc đúng không? Một cái cây cầu, nó cao quá. Cái chân nó đụng vô cái cây cầu nó chạy very tốc độ. Ghost Rider phiên bản trên Homer. Đây, mình thích cái con này nhất. Mid Master. Vậy đọc tiếng Việt là Mid Master, không phải chữ Mid đâu. Miss Master. Đẩy động nó lên. Đi lên đó, bạn đừng có giỏi quá, bạn hãy quay lại. Mình sẽ không cho các bạn biết ở dưới cái mặt nó là cái gì đâu. Chút tôi kết hợp mình sẽ cho các bạn biết. Ok, thế thì bạn hãy đẩy cái này xuống. Đây. Cái đầu nó nhỏ xíu à. Đây. Miss Master, cái đầu nó này đây nè. Nhìn cái mặt nó không được rõ cho lắm nè. Cái mặt nó đây này. Rồi, hai tay nó đây. Chưa xong. Vẫn chưa xong. 3 2 1. Đây sẽ luôn.
rồi gài lại, để hai tay xuống đó. Rồi tiếp theo bạn hãy quẹo cái balloon lại qua đây và đè nó xuống đây. Khá tương tự, bạn hãy làm như vậy luôn. Lần đầu tiên quay phim đứng luôn á mọi người. Ok, tôi còn tắt cái chân nó ra. Từ từ xí mọi người, mình gáp xong hết rồi. Khát nước, khoảng nước, đi uống nước. Uống nước cái đợi mình khoảng 1 phút thôi. Rồi, nó quay trở lại. Ok, đến lúc kết hợp rồi. Ok, đầu tiên con ráp mình bay chuyện theo biến hành xe lại. Bạn cũng làm ngược lại theo quy trình thôi, chứ đâu có gì đâu. Nên biến hành xe lại mình không sẽ không quay. Biến xe ngược lại quy trình. Nó cũng y chang cái nãy mà ngược lại chút thôi. Nhưng cái đều bạn hãy nhẹ tay thôi. B mà làm mạnh tay quá chắc không biết nó sức hay nó gãy, hay là chọn. Ok, bạn hãy quay cái này lại nha. Cái tắt thang này ra nên mình đi mất cái chân kia mà không cần quay. Đó. Để tay nó sẽ vậy nè, đó. Nó sẽ đứng vậy nhưng mà đi mất cái chân tê rồi, nhưng mà nó đứng một phát mà nó té sấp mặt. Ok, con rampage này thì phải để người cái thắc mắc nhiều bạn rồi, đẩy nó sâu xuống tới đây. Ok, tới cái chiều này các bạn hãy quay nó lại đây, quay bánh xe nó lại đây. Được cái chân các con rubber hồi nãy quên tiêu vậy. Scrapper, đúng không? Scrapper, đọc là scrapper, đừng nghe đọc là trái bơ nha. Ok, bạn cũng đẩy hai này vô giống như hình dạng xe của nó. Rồi bạn hai gài hai này vô. Rồi đẩy xuống, đó xong cái chân. Ok, con long hour vẫn là chân. Bạn hãy đẩy cái này vô. Bạn đẩy hai xây bạn phải đẩy cái chân vào hình dạng ban đầu. Ok, chưa xong, cái chân nó vẫn chưa xong, bạn hãy để nó xuống đây. Đấy. Đây long hầu. Đây nó sẽ như vậy. Bạn phải canh gấp lại con rampage. Nó ngay chưa? Rồi ok, hết cũng ngay rồi đó. Ok này. Rồi cái con hai tower này mình nói chung cái bộ này nó cũng có hướng dẫn, nên các bạn không muốn mà coi mình ráp thì các bạn hãy coi được không rửng, chứ mình là quay cái gì cũng phải chi tiết rõ ràng cho các bạn, rõ ràng cho các bạn. Ok. Yes. Cái con này mình đặt hàng ra tuần trước. Không, mấy tuần trước rồi, đây khoảng 2 tuần trước, tính đến 2-3 tuần này người ta mới giao tới. Mình rất rất là quý cái bộ này. Ok, cái bộ này á, tỷ nhà bạn tưởng là người em tháo anh sẽ hư mà không, theo quy trình ráp, bạn phải tháo ra, tháo hoàn toàn nha mọi người. Khá là mình đẩy cái đầu nó ra. Đó. Đó, nó sẽ xong cái tay. Dân, bạn phải đẩy cái này ra. Để kẹp lại cái đây. Cái mà ở dưới cùng á. Bạn hãy đẩy cái này lên. Đó. Hoặc cái tay. Trong này thì các bạn cũng phải bằng háng nó bự ra. Rồi bạn.
Rồi các bạn hãy đẩy hai cái này lên mà đừng có kẹt, đây đừng có đóng. Mình rút lại cái câu này nãy, nhẹ tay thôi. Đấy á, đừng có đút cái này lên này, hay gai đây và bật nó xuống sâu. Bật nó xuống sâu vô. Độ. Ok. 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 Mày đùa tao chứ? Chúng con lấy kem sắc còn dán lại. Đó. Rồi scavenger này. Tôi hay đẩy cái này ra. Đẩy cái chân ra luôn. Ok, cái bánh xe này các bạn tưởng nó vô dụng rồi, là bánh xe xích này nè. Không hề vô dụng. Nó không hề vô dụng. Nó chỉ khi vô dụng khi kết hợp robot. Những gì vô dụng thì biến thành robot. Khi kết hợp robot lại á, kết hợp với thằng đẹp con Deva thay thò đó thì không hề vô dụng. Thì nó chính là cái phần thân. Con Overlord lại con Scavenger này kết hợp lại một cái thân. Ok. Tiếp theo là Miss Smash Smash. Mình không phải để cho các bạn thấy cái phần mặt của nó trừ khi mình kết hợp xong. Mình không bao giờ cho các bạn coi phần mặt của nó đâu. Mọi người nghĩ thôi thật 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 thôi thôi thôi. Cấm các bạn nhìn các bạn đó này, bí mật của mình không phải biết. Mình không phải bật mí cho các bạn đâu. Rồi mình sẽ quay cái mặt lại để tập nó xuống. Mình sẽ không bật mí cho bạn nó bên trong là cái gì, trừ khi bạn nào đã có và bạn nào đã có gọi nên mình tên mình đi các bạn cũng đã biết rồi, khỏi nói. Em chưa có thì mình sẽ giữ bí mật, đừng bình luận ở dưới nhé. Ok, đây đây chúng ta kết hợp Steve Stator. Kết hợp đây đâu quay các bạn, đây xoay rồi rồi. Ok, tất ghê. Rồi đẩy hai bánh xe xuống và rồi móc mày á, móc vô đây. Ok, đó nó sẽ chi tiết hơn. Tiếp theo gắn kìm vô cái phần dưới thì quay cũng không cần quan tâm cái liệu. Thank you.
Vậy tôi hỏi cái đầu của bê bắt tay con này ở đâu? Người ấy thì nói cho con Miss Master chứ còn ở đâu. Nhưng với một điều, mình sẽ gắn con này vào. Ok. Hey, hay là bạn kẹp cái này nhá. Bang 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 rất là đẹp. Đề và thay thọ. Ok. Thế là clip của mình chỉ đi dài đến được như đây thôi. Mình sợ mình sẽ mình không muốn kéo dài thời gian của các bạn. Mình không muốn. Thì đây là đầu năm. Mình không muốn đâu. Thì mình muốn các bạn một thời gian vui chơi vui vẻ. Ok, mình chúc các bạn đầu năm vui vẻ, bạn sự lưu ý lại tất cả các cô chú trên toàn thế giới, trên toàn nước Việt Nam này vui vẻ, sống lâu, sống khỏe, mạnh khỏe. Ok bạn, trước khi tạm biệt người mình quan, hãy nhớ những like, share, subscribe cho mình, và hãy nhớ nhấn vào sub như cái chuông. Hãy nhớ nhấn mạnh vào, nhấn chừng nào nó nổ thì thôi. Bạn muốn bình luận, bạn muốn làm. Hôm nay thì bị cà lâm một chút. Nếu như các bạn á muốn chọn làm theo ý tưởng nào, bạn hãy bình luận ở bên dưới. Ở dưới, nhớ nha. Hãy bình luận, mình cầu xin các bạn luôn, bình luận nha. Ok, clip mình chỉ có nhiêu đây thôi. Bye bye mọi người. Chúc Tết bạn vui vẻ, đi chơi và về quê vui vẻ. Bye bye. Yeah. Thôi, đùa thôi. Bye bye.